Đây, bây giờ mình sẽ làm clip chỉ cho anh em cách tính khúc xạ ánh sáng cái bàn hướng nước. Có rất nhiều anh em yêu cầu mình làm clip về tính khúc xạ và đường đạn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cách đường đạn đi. Và tùy từng độ sâu, tùy từng góc bắn. Mình đứng góc này góc khoảng 30 độ. 30 độ. 30 độ khi bắn xuống đây. Và trường hợp thứ nhất là cá nổi như thế này. Nếu ví dụ cái đầu nó nổi lên như thế này thì các bạn cứ để tâm này. Đây. Để tâm như này thì viên đạn nó sẽ ăn ở cái vạch chấm đầu tiên ấy, bên dưới cái vạch ấy. Đây, bạn đấy là giữa não, là con cá sẽ chết. Đây, còn trường hợp thứ hai ví dụ như cái đầu con cá là cái cây chìm này, khoảng tầm 5 phân nước thì các bạn sẽ để như thế này. Đây, để như thế này thì viên đạn nó sẽ đi ở cái vạch giữa cái chấm và cái vạch giữa cái gạch ngang và cái chấm thứ nhất ở bên dưới đấy. Đấy, viên đạn nó sẽ đi ở đấy và xuống dưới nước nó sẽ bắn sang ngang và như vậy sẽ trúng. Đấy, còn tùy vào góc bắn, ví dụ như anh em mà có cây trèo lên đấy, ví dụ trường hợp anh em trèo lên cây cao nhé, trèo lên cây cao bắn tầm góc khoảng 60-70 độ. Đấy, bắn tầm góc 60-70 độ thì đây, đây là trường hợp ví dụ thôi nhé, đây góc này hơi thấp. Nhưng mà nếu ở góc 60-70 độ thì anh em bắn ở góc như thế này. Đây, cái tâm vừa chớm qua đầu nó một tí thôi. Có nghĩa đạn sẽ găm thẳng dưới. Đạn găm thẳng xuống đi sang ngang, nhưng mà phải găm xuống được một đoạn này mới đi sang ngang. Đây. Còn trường hợp đứng trên cao mà nổi đầu như thế này thì anh em cứ thoải mái đi. Để tâm ngay mồm. Bắn là không bao giờ trượt được. Đấy, tí nữa về nhà mình sẽ chỉ cho anh em đường đạn đi rõ ràng hơn nhé. Anh em chờ xem. Rồi, lúc nãy mình có hướng dẫn cho anh em về cái đường bãi góc bắn và đường đạn đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Ví dụ như đây là mặt nước. Đây, ví dụ đây mình bắn góc xuống này là góc 30 độ. Đây, 30 độ thì đạn nó sẽ xuống được chừng này, từ mặt nước xuống được cỡ đây, cỡ tầm 3-4 phân thôi. Sau đó sẽ đi theo chiều này. Đi ra chỉ đi ra được một đoạn thôi anh em nhé. Đạn nó làm gì đi ra được đến đây rồi. Đã đầu rơi rồi, hết lực. Đấy. Còn khi anh em mà trèo lên cây bắn được góc như thế này, bắn được góc như thế này thì đạn nó đi sẽ gần như thẳng đây, nó chỉ hơi cong như thế này thôi. Đây, xuống nước chừng này. Đấy. Xuống chừng này, nhưng mà ví dụ như khi bắn trúng vật rắn như đầu cá đâu đấy, đầu cá hay là trúng người ăn cá thì đạn nó sẽ đi thẳng luôn, găm thẳng vào người ăn cá vẫn còn lực như thế. Và chạy ra, khi xuyên qua chạy ra ngoài mặt nước thì nó mới rơi tự do được. Còn bắn góc thẳng thì anh em cứ ok, góc 90 độ thì đây, góc 90 độ, ví dụ đây, anh em bắn góc này, treo cây bắn xuống ấy là, cứ bắn nó góc như thế này thì đạn nó xuống nó khoảng chừng này, chỉ chừng này thôi nhé, khoảng 10 phân nhé. Đấy. Còn cũng chia sẻ với em luôn là, cũng như cái khẩu của mình đấy, để áp bình thường bắn chim thì khi bắn cá chưa chắc ăn thua. Mình nâng áp lên, áp hồi trước là 100, mình nâng áp lên 130, áp 130 bắn cá rất là ổn, đường đạn bay cũng rất là ổn, bắn tỷ lệ, nói chung là nếu như khẩu mình bắn đạn đút đít nhau là bình thường. Đấy, nên anh em tham khảo chỗ nào có cá anh em cứ thử nghiệm xem. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video của mình nhé. Rồi, xin chào tất cả anh em.
biết lặn không?